Vâng, xin kính chào anh chị em cô bác, chào mừng anh chị em cô bác đã quay trở lại với kênh Mẹo Mò Mẫm của em trong buổi sáng ngày hôm nay. Đầu tiên xin được kính chúc anh chị em cô bác sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Các bác có biết là em đang làm video trong cái hoàn cảnh nào không? Trong cái hoàn cảnh là thời tiết đang mưa bão rất là mạnh. Hiện tại thì gió nó giật tầm cỡ khoảng độ 18-19 gì đó. Và em đang ngồi trong cái nhà nhìn ra bên ngoài trời và thấy những cái ngọn gió nó làm cho những cái cành cây nó lung lay với góc độ cây nó nghiêng khoảng 45-90 độ, một cái cảm giác làm video thật sự là hết sức là theo một cái tâm trạng và cái khí thế nó rất là bồi hồi và rất là cảm động, đôi chút kết hợp với chút sợ hãi nữa. Nhưng mà không sao, vì niềm đam mê nên em vẫn tiếp tục chia sẻ cho tất cả mọi người. Các cô các bác hãy quan sát lên trên màn hình. Đây là kết quả của ngày hôm mùng 6 tháng 9 năm 2024. Và ngày hôm qua thì em có đăng trên tab cộng đồng, do cái thời gian không có thời gian làm video, nhưng mà em có đăng trên tab cộng đồng ở cái cặp số thì các cô các bác các anh chị đã biết rồi. Rồi em xin di chuyển màn hình những kết quả của những cái mà em đã đăng trên tab cộng đồng để lấy cái tỷ lệ bình chọn của tất cả các cô các bác các anh chị. Thì ngày các cô các bác các anh chị hãy nhìn lên màn hình nhận em đăng trên một ngày trước có 4 cặp số, cặp 5995, cặp 1661 và cặp 3663, cặp 6886. Thì thấy rằng cái cặp 5995 này, cặp 5995 tỷ lệ bình chọn nó là lên đến 56%, rất là đẹp. Và các cô các bác các anh chị hãy lưu ý, phải nhớ cho em một cái điều này. Tại vì rất nhiều các cô các bác các anh chị cứ khi mà nó về rồi, cô các bác các anh chị lại bảo là đưa lên 4 số này thì về làm gì, thì cô về một cặp thì ăn thua gì. Thì em đã bảo rất nhiều lần rồi, các cô các bác quan trọng nhất là các cô các bác hãy để ý lên cái tỷ lệ bình chọn này. Em đã bảo các bác là với cặp nào có tỷ lệ bình chọn cao nhất thì các cô các bác theo. Các cô các bác biết rằng những cái tỷ lệ về những cái cặp số có tỷ lệ bình chọn cao nhất này là rất là cao rồi đúng không? Vậy thì tại sao các cô các bác không đánh theo cái phương pháp đấy? Cái phương pháp của em ấy, nó dựa vào cái sức mạnh cộng đồng đúng không? Và kết hợp với kinh nghiệm của em để chọn ra một con số. Vậy mà các bác cứ sơi 4 cái cặp mà em đưa ra trên cái tab cộng đồng thì không phải chết à? Chỉ lấy một cặp duy nhất có cái tỷ lệ bình chọn cao nhất. Em xin nói lại lần này là lần cuối cùng. Nếu các cô các bác các anh chị nào mà vẫn còn có ý kiến thì thôi em chịu, các cô các bác các anh chị sang những cái kênh khác xem cũng được. Kênh em thì nói chung là chỉ phục vụ những cái cô các bác các anh chị đã và xem ủng hộ kênh của em trong nhiều ngày qua, và các cô các bác các anh chị đã biết rồi đúng không? Em không nói nhiều được gì đó, đúng không? Kết quả cái cặp 5995 ngày hôm qua đã thể hiện rất rõ đây. Em lại xin di chuyển cái kết quả ngày hôm qua một chút. Đối với cặp 5995 thì con 59 nó về ở ngay trong cái giải 3.3 này. Một lần nữa xin chúc mừng tất cả các cô các bác đã theo cái phương pháp sức mạnh cộng đồng kết hợp với những cái kinh nghiệm của em. Một lần nữa thì chúc các cô các bác các anh chị đã ăn thông trong 3 ngày liên tiếp, và ngày hôm nay rất hy vọng rằng điều đó lại tiếp tục xảy ra để cho cái chuỗi ngày thông bất bại là 4 ngày. Và những cái đường cầu như thế nào thì em cùng các cô các bác sẽ đi phân tích ngay sau đây. Trước khi vào phân tích những cái đường cầu thì em xin di chuyển màn hình đến cái bài đăng trên tab cộng đồng với 4 cặp số ngày hôm qua. Thì cặp 1331 thì các cô các bác các anh chị thấy là rất rõ, cặp 3113 là cái cặp đầu tiên em đưa đăng lên này, với tỷ lệ bình chọn nó lên là 45%. Còn các cặp khác như cặp 2332 thì nó là 23%, 5665 18% và 6996 là 14% thôi. Do cái tỷ lệ cặp 1331 nó là 45%, do vậy mà em sẽ làm video chia sẻ cho mọi người cái cặp này. Và em thấy rằng cái cặp này cũng tương đối đẹp trong ngày hôm nay, các cô các bác các anh chị cũng có thể tham khảo. Và cái đường cầu chỉ ra cái cặp số 1331 như nào thì em sẽ cùng các bác đi phân tích kết quả của ngày hôm 4 tháng 9 năm 2024. Em sẽ đưa ra cho các cô các bác những cái đường cầu này, những cái đường cầu bạch thủ chỉ ra cái cặp này và tương ứng với hai cái đường cầu. Đường cầu đầu tiên các cô các bác các anh chị hãy để ý nhé, đường cầu chỉ ra cái con 13 này, nó
bắt đầu từ ngày hôm 4/9/2024 các bác sẽ kết hợp như này. Trước tiên thì các bác sẽ lấy con số thứ hai của dải 7.4, ở đây là cái con số 5 này, con số thứ hai của dải 7.4 là con số 5 này, và kết hợp với con số thứ hai của dải 7.3 ở đây là cái con số 7 này, và ghép 5 với 7 ghép một chiều đến các cô các bác các anh chị nhé, ghép một chiều đây sẽ được cặp con 5, con duy nhất là cái con 57, và em xin ghi ở đây đấy, con 57 này, đấy là cái đường cầu đầu tiên. Còn cái đường cầu thứ hai nó sẽ như này, các cô các bác các anh chị sẽ lấy cái con số đầu tiên của dải 3.5, con số đầu tiên của dải 3.5 ở đây là cái con số 0 này. Đấy. Và các bác sẽ ghép với cái con số thứ tư của dải 4.3, con số thứ tư của dải 4.3 ở đây là con số 3 này. Đấy. Và các cô các bác sẽ ghép một chiều, và các cô các bác các anh chị hãy chờ em một chút. Ghép một chiều, ghép một chiều. Tức là ghép này, lấy ngày 4, chờ các cô các bác chờ em một chút nhé. Ghép một chiều tức là ghép như thế này, các cô các bác sẽ lấy cái con số thứ tư của dải 4.3 và ghép với con số đầu tiên của dải 3.5, ghép một chiều như thế thôi thì sẽ được một cái con duy nhất, đó là cái con 30 30. Có khi đường cầu này thì em sẽ sử dụng cái bút màu đỏ để cho các cô các bác các anh chị có thể phân biệt rõ hai đường cầu, để cho đấy, một đường cầu là một đường màu xanh và một cái đường cầu màu đỏ. Và đường cầu màu xanh thì nó chỉ ra cái con 57, và con đường cầu màu đỏ nó chỉ ra con 30, cho dễ nói và dễ phân tích, đúng không? Và chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển những kết quả của ngày hôm mùng 5 tháng 9 đối với hai cái đường cầu này. Đối với hai cái đường cầu bạch thủ này. Đấy, trên màn hình các cô các bác các anh chị đang theo dõi là kết quả của ngày hôm mùng 5 tháng 9 năm 2024 với đường cầu màu xanh, thì chúng ta sẽ có được cái con 57. Và với cái đường cầu màu xanh này, nếu mà các cô các bác các anh chị mà đã theo dõi cái đường cầu này thì từ ngày hôm mùng 4 thì đúng là trong ngày hôm mùng 5 tháng 9 đã đổ vũ cái con 57 này luôn. 57 nó về phát 3 nháy. Nếu mà cái lộn nữa thì cũng có con 75, nghĩa là cặp 57 75 trong ngày hôm đấy nó về 4 nháy, trong đó thì con 57 là về 3 nháy và 75 về 1 nháy. Quá tuyệt vời luôn, cái đường cầu màu xanh này đường cầu quá tuyệt vời. Hy vọng trong ngày hôm nay thì nó vẫn duy trì được cái này, và nó duy trì được nhiều ngày nữa để các cô các bác các anh chị có được những cái chút money để phục vụ được cho đời sống của các cô các bác. Với đường cầu màu đỏ này chỉ ra con 30. Đường cầu chỉ ra cái con 30, nó chỉ về một con thôi, nhưng mà về một con thì cũng đã đó là quá tuyệt vời rồi, đúng không? Đấy, đánh bạch thủ mà nó về một con cũng quá tuyệt vời luôn rồi. Vậy thì nói tóm lại, nếu mà ngày hôm mùng 4 tháng 9 năm 2024 tương ứng hai đường cầu, em chỉ cho các bác con bạch thủ là con 57 và con bạch thủ thứ hai là con 30, thì ngày hôm đó nếu tổng vào thì chúng ta sẽ ăn được 4 nháy, bỏ ra số vốn ra, bỏ ra vốn có 2 nháy thôi, ăn được 4 nháy. Một nữa thì xin được chúc mừng tất cả cô các bác, nếu mà các cô các bác biết sớm được cầu này thì quá ok. Ngày hôm nay thì em sẽ ngày hôm 5 tháng 9 thì nó sẽ tìm ra được những cái cặp số gì, con số gì để chơi trong ngày hôm 6, thì em cùng các bác sẽ đi phân tích cái đường cầu xanh và đỏ như em đã vừa giới thiệu. Với cái đường cầu màu xanh thì nó chỉ ra hai cái con số đầu tiên là cái con số 5 và cái con số thứ hai là cái con số 7, và ghép 5 với 7 sẽ được con 57. Đây ghép một chiều, đúng không? Ghép một chiều sẽ được một con duy nhất là con 57. Với cái đường cầu thứ hai sẽ ghép được, thứ nhất sẽ tìm được hai chạm nhất là chạm 2, và chạm thứ hai nó cũng tương đương, nó xem như vậy là cũng chạm 2. Vậy thì ghép vào là chúng ta sẽ có được cái con bạch thủ là con 22, và sử dụng hai con tương ứng với hai đường cầu con 57 và con 22 để chúng ta chơi trong ngày hôm mùng 5 tháng 9, mùng 6 tháng 9, và di chuyển đến kết quả ngày hôm mùng 6 tháng 9. Trên màn hình các cô các bác các anh chị đang theo dõi là kết quả của ngày hôm mùng 6 tháng 9 năm 2024 với hai cái đường cầu trong ngày hôm mùng 5 tháng 9, thì em đã tìm được con 57 và con 22, và chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra xem nào. Với cái đầu 2 đây thì con 22, con 22 nó về hai nháy. Đấy, rất tuyệt vời. Còn với cái đường cầu
màu xanh chỉ ra con 57, thì đầu năm đây thì nó chỉ ra một con duy nhất, đó là con 57 thôi. Như vậy nó cũng đủ cho một cuộc tình rồi. Mỗi một cái đường cầu thì nó chỉ về một nháy, như vậy là cũng chúng ta cũng bảo đảm được chiến thắng. Vậy thì tương ứng với cái kết quả của ngày hôm 6/9/2024 thì em cùng các bác sẽ đi tìm ra được những cái con số gì để các cô các bác các anh chị tham khảo trong ngày hôm nay. Trước tiên thì em cùng các bác sẽ đi phân tích cái đường cầu màu xanh. Đường cầu màu xanh chỉ ra hai trạm, trạm thứ nhất là cái trạm 1 và trạm thứ hai là trạm 3. Cô các bác các anh chị đã theo dõi nhìn rất rõ trên màn hình đúng không? Vậy thì tương ứng với cái đường cầu này thì trong ngày hôm mùng 6/9 thì sẽ có được một con duy nhất, đó là cái con 13 tương với đường cầu màu xanh. Còn đường cầu màu đỏ thì sẽ cũng sẽ tìm ra được hai trạm, trạm duy nhất là trạm 3 và trạm thứ hai là trạm 1, và ghép một chiều theo chiều mũi tên thì sẽ được là con 31. Và thông qua hai cái đường cầu này thì sẽ tìm ra được một cặp số, đó là cặp 13 và 1, tương là cũng là cái đường cầu độ ngày hôm nay luôn. Và tôi xin nhắc lại tất cả các cô các bác anh chị, cái cặp 1331 theo cái sức mạnh cộng đồng, tỷ lệ bình chọn hôm nay đối với cặp này là nó là 45% của chúng ta với cặp này là cũng tương đối đẹp trong ngày hôm nay. Và các cô các bác, nếu mà các cô các bác các anh chị mà cẩn thận nữa thì các cô các bác các anh chị có thể nhìn lại cái lịch sử, cái tần suất ra cái cặp này trong các ngày trước để chúng ta đầu tư một cách phù hợp. Đầu tư của em và ngày hôm nay thì em cũng sẽ sử dụng cái cặp này để vào nhẹ nhẹ một hai điểm chơi vậy. Và xin chúc các cô các bác các anh chị gặp nhiều may mắn và chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại thì vào buổi tối ngày hôm nay thì để tổng kết lại thì những cái gì mà chúng ta đã làm được trong cái thời gian vừa qua. Và rất hy vọng rằng các cô các bác các anh chị buổi tối hôm nay sẽ dành chút thời gian để chúng ta cùng giao lưu học hỏi, bởi vì ngày hôm nay tối ngày hôm nay là em có nhiều cái thời gian và có thể là nhiều thời gian là sẽ có thể là sử dụng cái một buổi live stream để tâm sự, để chia sẻ với tất cả các cô các bác. Và rất hy vọng rằng các cô các bác hay các anh chị hãy bớt chút thời gian để chúng ta cùng nhau trò chuyện và tâm sự. Và cảm ơn tất cả cô bác, và xin chào em lại các cô bác. Và còn bây giờ thì em sẽ tranh thủ để đi chống úng, không phải chống úng mà chống bão, bởi vì cái tum nhà em ấy, thì em để cái tét nước ở trên đấy, mà thì cái tét nước ở trên đấy em sợ là nếu mà mình không ràng buộc chắc chắn là thì có thể là gió nó sẽ đẩy tét nước và dây gây nguy hiểm cho người phương tiện ở trong khu vực nhà. Và em xin chào và hẹn các cô các bác ở trong video buổi tối ngày hôm nay.